Rồi ok, test 4 part 7. Điền vào chỗ trống ha, write one word. Chỉ viết có một từ. Đây là một cái lá thư. Dear Mike, Mike yêu dấu. I'm sorry, you could not come to my party yesterday. Rất lấy làm tiếc, hôm qua không có dự tiệc của tôi, không có đến buổi tiệc của tôi được. John chấm 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 me, you had a very bad cold on you chấm 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 to stay in bed. Ở đây quá khứ chuyện đã xảy ra rồi đây nè, dấu hiệu của thì quá khứ hết nè. Đã cho nên Joe gì? John told me, ok John told me you had a very bad cold and you had to là bằng phải, stay in bed, phải ở trên giường. Rồi ở đây mình có động từ theming. À, vậy công thức của mình là to be cộng động từ theming thì tiếp diễn. Ở đây có chữ now cho nên là hiện tại tiếp diễn. Are you feeling better now? Rồi it were very good chấm 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 party. Party đếm được cho nên mình thiếu gì? Mạo từ ha các bạn. It were a very good party. Gạch đích nicest là so sánh nhất cho nên ở trước này thiếu mạo từ gì? The nicest là cái buổi tiệc mà it were a very good party, cái buổi tiệc mà tốt nhất, buổi tiệc mà ngon nhất, buổi tiệc mà hay nhất mà I have ever had. Ok. Lots of my friend chấm 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 đè. Chủ ngữ lots of my friends số nhiều cho nên were there. And they gave some lovely present. Họ đưa cho ai quà, không lẽ đưa cho bạn, đưa cho tôi. They gave me some lovely present. I will tell, kể cho bạn gì? I will tell you about the party when you come to school chấm 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 Monday. Đây là gì? Thứ vậy. On thứ. Ok, on Monday lớp. Ok, rồi, đọc. I'm sorry, you could not come to my party yesterday. John told me you had a very bad cold and you had to stay in bed. Are you feeling better now? It were a very good party, the nicest I ever had. Lots of my friends were there and they gave me some lovely presents. I will tell you more about the party when you come to school on Monday. Love, ok. Lorenzo là tên của cái người viết thư. Người nhận thư là Mike. Rồi thầy dịch nhanh qua cho các bạn tí xíu nha, các bạn dịch lại. Tôi rất lấy làm tiếc là bạn không thể đến buổi tiệc sinh nhật của tôi, buổi tiệc của tôi ngày hôm qua. John nói với tôi rằng bạn đã bị bệnh, bị cảm ha, bad cold, và bạn phải ở trên giường. Bây giờ có khỏe hơn chưa, đỡ hơn chưa? Rồi, đó là một cái buổi tiệc rất là buổi tiệc rất là hoành tráng, buổi tiệc rất là tốt, buổi tiệc rất là hay, mà buổi tiệc hay nhất mà tôi đã từng có. Nhiều bạn bè của tôi đã đến đó và họ đưa cho tôi nhiều món quà. Tôi sẽ kể cho bạn nghe thêm về buổi tiệc khi mà bạn đến trường vào thứ hai. Bye, love, ok.